Thưa quý vị, chiều nay Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và đưa Trung tâm Điều dưỡng Người có công đi vào hoạt động. Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 11, đồng chí Trương Minh Chiến, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13, đồng chí Lê Thị Ái Nam, nguyên Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2024 và 138 năm ngày quốc tế lao động, 1 tháng 5 năm 1886, 1 tháng 5 năm 2024. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu đã thông qua quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bạc Liêu. Theo đó, trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu, chịu sự chỉ đạo quản lý kiểm tra, hướng dẫn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện của trung tâm theo quy định của pháp luật. Trung tâm Điều dưỡng Người có công tọa lạc đường Bạch Đằng, phường Nhà Bác, thành phố Bạc Liêu được khởi công xây dựng từ năm 2022, diện tích khoảng 3 ha, có quy mô 80 giường điều dưỡng, tổng mức đầu tư 89 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm chủ đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bạc Liêu luôn ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, luôn quan tâm đến công tác chăm sóc và thực hiện chính sách đối với người có công. Việc đưa Trung tâm Điều dưỡng Người có công đi vào hoạt động có ý nghĩa quan trọng về chính trị xã hội của tỉnh, thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn sâu sắc đối với người có công với cách mạng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe người có công trong và ngoài tỉnh. Với điều kiện của tỉnh Bạc Liêu hiện nay, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe cho người có công và thân nhân của người có công với cách mạng, nên việc đưa Trung tâm Điều dưỡng Người có công với cách mạng đi vào hoạt động là rất cần thiết và có nhiều ý nghĩa. Bên cạnh đó, ngoài việc điều dưỡng cho người có công trong và ngoài tỉnh, Trung tâm còn đóng góp phần quảng bá phát triển du lịch Bạc Liêu đến với các vùng miền trong cả nước. Tôi đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác quản lý, giữ gìn và phát huy tốt giá trị của công trình, đưa Trung tâm Điều dưỡng Người có công trở thành điểm đến lý tưởng, hữu ích cho người có công và thân nhân người có công với cách mạng trong và ngoài tỉnh. Đề nghị các chí lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn và ủy ban xã, phường, thị trấn rà soát lại đối tượng, lập danh sách đăng ký về Trung tâm Điều dưỡng Người có công để tổng hợp sắp xếp kế hoạch thực hiện nghỉ dưỡng năm 2024 và những năm tiếp theo. Dịp này, tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu trao 40 phần quà cho người có công ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.